Mạc Hồng Quân bị soi cuộc sống giữa lúc Lee Kute kết hôn, bán hàng online, nhiều lần làm vợ tủi thân. Mạc Hồng Quân và Lee Kute từng có khoảng thời gian công khai chuyện tình yêu đầy ngọt ngào. Họ từng là cặp đôi hot girl, cầu thủ được yêu thích trong làng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên cả hai không thể cùng đi đến một cái kết đẹp. Mới đây, Lee Kute chính thức lên xe hoa sau 7 năm làm mẹ đơn thân. Hôn lễ của cô được tổ chức vào ngày 28 tháng 10, danh tính chồng của cựu hot girl không được hé lộ cụ thể. Rất nhiều lời chúc phúc được gửi đến cặp đôi. Cậu con trai của Lee Kute là bé khoai tây nay đã được 7 tuổi. Thời điểm mang bầu con trai khoai tây, Lee Kute gặp sóng gió khi vướng ồn ào với bạn trai cũ, cầu thủ Mạc Hồng Quân. Trong 7 năm qua, Lee Kute chọn cách im lặng khi người khác hỏi dồn về người cũ. Tình cũ Lee Kute cưới Kỳ Hân vào năm 2016. Cùng năm, vợ chồng nữ người mẫu đón con trai đầu lòng. Đến năm 2020, Kỳ Hân sinh con trai thứ hai. Hai em bé có tên gọi ở nhà là Củ Tỏi và Dưa Hấu. Việc Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đến với nhau cũng từng khiến dư luận bàn tán khi ở thời điểm anh vừa chia tay Lee Kute. Những luồng thông tin trái chiều, thậm chí tiêu cực bủa vây Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân một thời gian dài. Được biết Kỳ Hân là người đẹp từng là gà cưng của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Cô có mối quan hệ chị em thân thiết với Ngọc Trinh, Quỳnh Thư, đều là những chân dài thuộc công ty của Vũ Khắc Tiệp. Sau khi sinh hai con trai, Kỳ Hân dần vắng bóng khỏi các sàn catwalk để tập trung chăm sóc các con. Lướt qua các trang mạng xã hội của cựu siêu mẫu có thể thấy, hiện tại, công việc chính của bà mẹ hai con này là bán hàng online với nhiều mặt hàng từ thực phẩm chức năng, quần áo, túi xách, mỹ phẩm. Thi thoảng, bà mẹ hai con cũng bày tỏ cảm giác tủi thân nhẹ vì chồng thường xuyên vắng nhà vì lịch trình tập luyện. Vắng bóng Mạc Hồng Quân, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, Kỳ Hân chia sẻ trên Facebook cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm 2023, Kỳ Hân từng trải lòng, tôi và anh Quân chưa từng ở bên nhau ngày Valentine. Chúng tôi toàn ở xa nhau nên anh ấy chỉ gửi quà tặng thôi. Từ khi yêu đến lúc cưới và giờ chúng tôi đã có với nhau hai con trai, tôi chưa năm nào có cái gọi là Valentine. Vì vậy, kỷ niệm nói thật là không có luôn. Tôi cũng đã quen nhưng nhiều khi cũng tủi lòng lắm. Những ngày kỷ niệm mà cứ trôi qua nhạt nhòa quá cũng buồn. Những món quà đâu quan trọng bằng ở cùng nhau đón chờ ngày kỷ niệm. Anh Quân cũng chỉ biết vỗ về tôi bằng những lời mật ngọt trên Facebook thôi. Tôi đọc xong thấy vui một chút nhưng đôi lúc vẫn tủi thân nằm khóc. Dù tủi thân vì thường xuyên phải xa chồng, một mình chăm sóc hai con nhưng cô vợ này hiểu rằng đó là điều không thể tránh khỏi vì công việc của ông xã. Trong cuộc phỏng vấn, Kỳ Hân cũng chia sẻ rằng cô đã phải hy sinh nhiều để có thể duy trì mối quan hệ với chồng, Mạc Hồng Quân, bất chấp sự xa cách và lo toan. Cô cho biết lựa chọn Mạc Hồng Quân là đúng đắn và rằng khi cuộc đời đặt ra khó khăn, các cặp đôi cần phải cùng nhau đối mặt và đoàn kết. Kỳ Hân cũng chia sẻ rằng nhờ hiểu về điểm yếu và điểm mạnh của nhau, vợ chồng cô hiếm khi có xích mích lớn. Mỗi khi vợ giận dỗi, Mạc Hồng Quân luôn là người chủ động trong việc làm lành. Kỳ Hân không thích ghen tuông và cho rằng đó là điều không cần thiết. Nếu chồng mắc lỗi, cô sẽ xem xét việc ly hôn như một lựa chọn để giải thoát cho bản thân. Ở thời điểm hiện tại, ngoài những khoảnh khắc trên sân cỏ, ông bố ba con thường xuyên chia sẻ những bức hình đáng yêu của hai cậu con trai là Dưa Hấu và Củ Tỏi. Anh cũng không ngại hỗ trợ công việc kinh doanh của vợ bằng cách chia sẻ bài đăng bán hàng, giúp vợ kích sale. So với Kỳ Hân, Mạc Hồng Quân có vẻ là người kiệm lời hơn trên mạng xã hội. Dẫu vậy, tình yêu mà cầu thủ họ Mạc dành cho vợ là điều không phải bàn cãi. Anh luôn đăng tải những hình ảnh tình cảm của hai vợ chồng vào các dịp kỷ niệm và chỉ cần ba trái tim là đủ để công chúng hiểu rằng tình yêu của hai người vẫn khăng khít như thuở mới yêu.